Tất cả anh em mừng thủ nha, chúc anh em ngày mới tốt lành nha. Đồ câu Nhật Bãi cùng giới thiệu anh em một số con máy về cho anh em câu biển, câu lục, câu ngâm, lân xe gì đều được hết nha. Đây, hôm nay là chủ yếu là cấu nông và những dòng máy nhỏ như máy nhỏ đây nè. Size con này là size khoảng 100 nha. Con này thì hàng rất là êm mượt luôn. Đây, con này thì giá 100k một con nha, size 1 size 100 200 này, câu tôm câu mực đấy. Con này 100k này. Tiếp tục con Shimano Navi này, đấy con này thì để cho anh em giá là 400k này, size con 3000, size thật là 4000 này đấy. Mua bị sống đôi tay tay phải nha. Tiếp tục có con Shimano này 3000 này, đấy. Shimano này 3000, con này cũng hàng Sapan luôn nha, đấy. Hàng Sapan này. Rồi, con này cũng để cho anh em giá này là 350k này, đấy. Ba con này. Tiếp tục là con cấu nông chiên về cho anh em đánh lục xa bờ câu biển nha, dòng này là mua bị sống này. Rồi, con này giá là 1.800k nha. Con này giá là 1.800k này. Hàng bao đẹp luôn. Có hai con này giống nhau này. Anh em nào lấy hai con thì giá tốt nha. Rồi, tiếp tục. Có còn một con Ruby Kinect này. Dòng này thì quá đỉnh luôn. Size khoảng là 8.000 nha. Máy cực kỳ to luôn. Thông số cước của nó này. Đấy, 045, 170m. Đấy. Con này thì giá thì 600k nha. Chuyên anh em đục, ngâm đồ biển rồi nha. Đấy, 600k. Tiếp tục là một con cung hàng, một con cấu nông nữa. Con này thì xây tới 12.000 này. Đây, 12.000 nha. Đấy, 12.000 này. Dòng Sapan Shimano nha. Dòng này Shimano 12.000. Xây thật con này cũng khoảng 18.000. Giá con này thì dĩ để cho anh em giá là 1.700.000 thôi. Giá 1.700.000 thôi nha. Ngoại hình có sơ xước nhẹ chỗ này nè. Đấy, 1.700.000. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là con Shimano nữa, con này cấu nông xây thương máy 7.000, xây thật con này cũng khoảng 9.000 nha. Đấy, con này thì để cho anh em giá là, con này là giá 1.500.000 nha. Rồi, tiếp tục là một con máy chiên cho anh em câu biển, dòng này thì khỏi phải nói rồi, đây qua Minomax này khỏi phải nói rồi. Ngoại hình thì con này đẹp xuất sắc, có bị, khi mở dây cước ra nó có bị gì này, mũi ăn thế này nha. Rồi, giá con này thì để cho anh em giá là, con này giá là 2.300.000 nha, 2.300.000 con này. Xây theo máy 9.000, xây thật con này khoảng 18.000 nha. Dòng này thì cốt trợ lực đầy đủ, đánh cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, tiếp tục mà anh em nào câu lưu lóc. Lưu lóc thì em có con này tay quay đôi nè. Xây theo máy 2.000 nha, đây qua nha, hàng đây qua. Lưu lóc cước số 3 vào được 150m nè, đấy. Con này thì giá là 400k nha. Rồi, anh em nào mua hàng thì nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193 nha. Zalo cũng vậy, 0794559193 nha. Bên em là chuyên cần câu mấy câu Nhật Bãi nha. Mọi người cần gì thì cứ liên hệ em ạ.